Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu cần lưu ý gì? Có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài thì cần phải lưu ý các vấn đề như sau. Để xuất khẩu hàng hóa thành công thì các doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất, đó là mình phải nghiên cứu thị trường. Trước khi bắt đầu sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường và tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng mục tiêu. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể sản xuất những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường và cạnh tranh được với thị trường quốc tế. Điều thứ hai là đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Thì để xuất khẩu hàng hóa sang các nước, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, về quy định nhập khẩu của các cái nước mà mình muốn xuất khẩu. Và do đó thì doanh nghiệp cần phải đầu tư vào công nghệ sản xuất cũng như là quản lý chất lượng để đảm bảo sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn này. Tìm hiểu về thuế xuất khẩu của mặt hàng mà mình có khi mà xuất vào các nước. Để yên tâm thì các bạn có thể nhờ một đơn vị logistics chuyên nghiệp để hỗ trợ phần này. Và thứ ba, đó là quản lý tài chính chặt chẽ. Việc sản xuất và xuất khẩu hàng hóa đòi hỏi một khoản đầu tư lớn. Do đó, quản lý tài chính chặt chẽ và hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể duy trì được sản xuất và kinh doanh trong một thời gian dài. Và thứ tư, đó là quản lý logistics chuyên nghiệp. Việc vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến cảng và sau đó thì từ cảng về đến địa điểm của khách hàng mục tiêu đòi hỏi một quy trình logistics chuyên nghiệp để đảm bảo sản phẩm không bị hư hỏng và đến đúng thời hạn mà chúng ta yêu cầu. Tóm lại là sản xuất và xuất khẩu hàng hóa là hoạt động rất là phức tạp và đòi hỏi các doanh nghiệp phải có kiến thức cũng như là kinh nghiệm về các quy trình sản xuất, vận chuyển và quản lý tài chính, đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và quy định xuất khẩu tại các nước sở tại. Nếu các bạn có thắc mắc nào nữa thì hãy comment dưới video này, Thắm sẽ hướng dẫn cho các bạn miễn phí nhé.